Trung tâm Y tế Thanh Ba với bệnh nhân nam 42 tuổi viêm tụy cấp do tăng glycerid. Xin mời Thanh Ba trình bày. Chào quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp ạ. Trung tâm Y tế Thanh Ba xin báo cáo bệnh nhân ạ. Bệnh nhân nam 42 tuổi, nghề nghiệp công nhân ạ, địa chỉ Hà Hòa, Phú Thọ ạ, vào viện 17 giờ ngày 9 tháng 11 ạ. Lý do đau khắp bụng. Về tiền sử thì bệnh nhân này có viêm dạ dày, đã khám và điều trị ổn định năm 2010 ạ, amen gan năm 2017 ạ, không lạm dụng rượu bia ạ. Về bệnh sử thì bệnh nhân diễn biến bệnh 2 ngày nay ạ. Tối trước ngày vào viện, bệnh nhân xuất hiện bệnh nhân ăn rượu ốc, sau ăn đến 3 giờ sáng cùng ngày thì xuất hiện đau bụng âm ỉ trên rốn, buồn nôn và nôn ra ít thức ăn kèm theo dịch màu hồng. Bệnh nhân không dùng thuốc gì, cơn đau thì ngày càng tăng khi ngồi và vận động đi lại, giảm đau khi nằm. Bệnh nhân đau nhiều vùng trên rốn. Tới trưa ngày vào viện, bệnh nhân đau bụng tăng lên, đau khắp bụng, nôn 5 lần ra dịch màu nâu, vã mồ hôi, người lạnh, người nhà đưa vào bệnh viện khám và điều trị ạ. Tình trạng ốc vào ạ. Bệnh nhân tỉnh, không sốt, nhiệt độ 37 độ C ạ, mạch 110 lần trên phút, huyết áp 110 trên 80, SpO2 96 ạ. Chân tay lạnh, dấu hiệu mất nước nhẹ, thể trạng béo, cân nặng 78 kg, cao 1m70, BMI là 26,9 ạ. Mở bụng trướng căng, trướng hơi ạ, ấn đông nhiều vùng thượng vị. Tim phổi thì không phát hiện gì bất thường ạ. Các xét nghiệm thì như bọn em đã đẩy trên hệ thống cho gửi các thầy ạ. Bọn em đang chẩn đoán là viêm tụy cấp do tăng triglycerid ạ. Về điều trị ạ. Điều trị ngày đầu tiên vào viện thì bọn em có đặt sông dạ dày dẫn lưu dịch ạ. Thì khoảng một ngày thì khoảng ngày đầu tiên là 3.500 ml dịch và sông được rút sau 3 ngày ạ. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và bù dịch cho CVP ạ. CVP lúc vào là dương 1 và sẽ đủ sau 3 ngày ạ. Ngày đầu tiên thì là natri chloride thì là 5.000. Kháng sinh thì bọn em đang dùng ngày đầu tiên là ceftriaxone 4 ngày, sau bọn em chuyển sang meropenem ạ và metronidazole ạ 5 ngày. Các thuốc bổ. Tiếp theo đây. Giảm đau paracetamol ạ. Hiện nay bọn em muốn hội chẩn thêm ạ. Là bọn em chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân nội khoa như thế này đã phù hợp chưa ạ? Và hướng điều trị bệnh nhân tiếp theo như thế nào ạ? Thêm một câu hỏi thứ ba là lâm sàng bệnh nhân của bọn em rất ổn định ạ. Đã ăn cháo và ăn được cơm ngày hôm nay lại không đau bụng, không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng mà trên xét nghiệm thì bi lăng viêm bệnh nhân vẫn còn cao ạ. Em xin ý kiến các thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn Thanh Vâng. Ba. Trước hết thì xin mời thầy Cương phân tích hình ảnh chụp các lớp vi tính ở bụng ạ. Thanh Ba, Phú Thọ. Vâng, trước hết thì về cái chẩn đoán là viêm tụy cấp ở đây thì rất là rõ rồi, xuất hiện sau một bữa ăn và có uống rượu nữa thì rất là rõ. Thì trên để mà chẩn đoán cái viêm tụy cấp thì cái CT là một cái mà không thể thiếu được, nó là một cái công cụ để chẩn đoán xác định là viêm tụy cấp. Ngoài ra là có thể tìm nguyên nhân, định hướng một số các cái nguyên nhân có thể để mà điều trị. Trước hết thì nói về cái tình trạng viêm tụy cấp ở đây của bệnh nhân ấy, thì chúng ta nhìn thấy là cái tụy nó to toàn bộ một tụy và có dịch xung quanh tụy. Ngoài ra thì có một cái ổ dịch nằm ở phía sau dạ dày ở cung bằng nối rất là lớn. Ổ dịch tụy viêm này rất là lớn, nó lên ở phía trên của nó thì lên sát vòng hoành, kéo dài xuống dưới thì mặt sau dạ dày, mặt trước của tụy. Ngoài ra một ổ dịch khác nằm ở quanh tụy, một ổ dịch khác thì nằm ở phía đầu tụy, vỏ rất là rõ, dày. Một ổ dịch khác thì chạy dọc theo cái rãnh đại tràng, mặt trước của cái thận trái đi xuống. Đó. Ở đây thì với cái chẩn đoán viêm tụy cấp, đồng thời là có các cái ổ dịch như này thì chúng ta phân độ của nó là Banthasa độ E. Độ E vì là có nhiều hơn, là có hơn nhiều hơn một ổ dịch khác nhau quanh tụy viêm thì chẩn đoán là viêm tụy cấp Banthasa E. Ngoài ra ấy, thì Phim CT còn cung cấp cái chỉ số mức độ nặng của cái viêm tụy cấp để mà tiên lượng, người ta gọi là cái severity index. Thì cái này nó liên quan đến cái mức độ hoại tử của nhu mô tụy.
chúng ta xem ở cái trước tiêm và sau tiêm, và nếu để mà lướt nhanh thì chúng ta xem ở cái thì tĩnh mạch, vì là cái thì tĩnh mạch là cái thời điểm mà cái tụy nó ngấm thuốc đồng đều nhất. Và trên cái phim chụp thì tĩnh mạch thì thấy có một phần cái nhu mô tụy, cái phần nó còn đang ngấm thuốc rất là nhiều, nhưng mà phần ở vùng đầu tụy trên là hầu như là không có ngấm thuốc cản quang. Và người ta phân loại là dựa vào cái dựa vào ước lượng bằng mắt, nếu mà từ dưới 30% của cái nhu mô tụy mà không ngấm thuốc thì người ta cho là 2 điểm, nếu mà từ 50 đến từ 30 đến 50% hoặc là thì 4 điểm, và trên 50% là cho 6 điểm. Thì với cái phân độ như thế thì cái bệnh nhân này có 1/3, chiếm một khoảng 30% là vùng đầu tụy là nó không ngấm thuốc, tức là phân độ nặng. Ở đây thì sau khi cộng cái phân độ đấy lại thì chúng tôi thấy là nó rơi vào khoảng 6 điểm, tức là phân độ rất là nặng. Đó, để có cái phần mềm người ta tính toán ấy thì chúng ta thấy là cái phân độ của nó tương đối nặng, và cái chỉ số cái tương ứng với cái nó thì cái nguy cơ tử vong là khoảng 6%, và nguy cơ tai biến chứng của cái viêm tụy cấp này nó rơi vào khoảng 35%. Thì đấy là cái cung cấp thông tin bởi các cái hình ảnh chụp CT trên cái bệnh nhân này là như thế. Và tóm lại là một cái chẩn đoán viêm tụy cấp rất là rõ, không tìm thấy được nguyên nhân như là sỏi mật hoặc là sỏi ống mật chủ. Ngoài ra thì cái phân độ nặng của cái viêm tụy cấp là hoại tử khoảng 30% cùng với cả ban tham gia độ E. Vâng, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Cường. Xin phép mời ý kiến từ cô Hằng ạ. Dạ vâng ạ, xin chào các quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Em xin phép là cái ca này thì đầu tiên là cũng chúc mừng cho bệnh viện, bởi vì là mình đã điều trị được một ca viêm tụy cấp nặng. Tại sao lại nặng là bởi vì lúc đầu vào viện thì mình thấy là bệnh nhân này, nếu mà để đánh giá cái mức độ nặng nhanh thì nó có thể có một số cái thang điểm, nhưng mà ở đây nhìn qua thì sẽ thấy là một là mình có thể sử dụng hệ thống đáp ứng viêm, hệ thống sơ thì thấy là mạch 110 này, và nhà bạch cầu cao này, trên 15.000 này. Chưa kể là bệnh nhân này lúc vào ấy thì có cái tình trạng thiếu dịch khá là nhiều, có tình trạng cô đặc máu, hematocrit cao và suy thận. Thế nhưng mà trong quá trình điều trị thì ở bệnh viện cũng bù dịch rất là tốt, cho nên là hiện tại thì tình trạng cũng đã ổn hơn rất là nhiều. Ở đây thì có mấy thứ mà có lẽ là chắc là các anh chị phân vân, đấy là cái này là viêm tụy cấp do tăng triglycerid hay là cái này là viêm tụy cấp do rượu. Nhưng mà trong cái hồ sơ bệnh án này thì lại thiếu mất một số cái chỉ số, ví dụ như là một ý, là mình cũng không có khai thác kỹ cái tiền sử sử dụng rượu, mà chỉ ghi là bệnh nhân này có tăng men gan 2017, không lạm dụng rượu bia nhưng mà lại sau nhậu rượu ốc. Và cái nữa là lại không có chỉ số MCV, không có GGT, cho nên là cũng không rõ là bệnh nhân này khai thác lại một chút xem là liệu là có cái tiền sử dụng rượu không. Bởi vì là nếu mà cái viêm tụy cấp mà do rượu ấy thì khi mà vào ấy thì triglyceride ấy, nó cũng có thể tăng cao. Nhưng mà ở đây thì trong quá trình điều trị ấy, thì cũng thấy là cũng chưa có một cái điều trị gì để mà hạ triglyceride xuống cả. Nhưng mà tự bản thân cái triglyceride nó cũng đang có xu hướng giảm. Ngày 10 tháng 11 thì xuống được 10,79. 13 tháng 11 thì ở đây không biết là 1,54 hay là 15,4. Thì nếu như mà 13 tháng 11 mà là 1,54, tức là nó đã xuống 1,54 ạ. À, nó 1,54, có nghĩa các anh chị, vâng, tức là các anh chị cho nhịn ăn thôi, còn không có điều trị đặc hiệu gì mà triglyceride đã xuống rồi thì cái việc mà chẩn đoán là viêm tụy cấp do tăng triglyceride thì có vẻ là cũng không phù hợp lắm. Tuy nhiên thì đúng là bệnh nhân này thì có yếu tố nguy cơ là BMI cao, thể trạng có vẻ là béo. Thế thì cái này tí nữa chắc là sẽ xin ý kiến của bên chuyên khoa nội tiết xem là có cần phải cho fibrat khi mà về hay không. Thế còn về chỉ định mà điều trị thì bây giờ các anh chị đã cho bệnh nhân ăn lại rồi. Thì nếu mà đã ăn lại rồi thì tức là coi như là đợt viêm tụy cấp này là mình đã điều trị được rồi. Vấn đề là ngày 16 tháng 10, tức là 13 tháng 11 thì bạch cầu vẫn cao đúng không ạ? 18. Thế còn có xét nghiệm nào mới hơn không ạ? Cô ạ, có xét nghiệm ngày 16 tháng 11 ạ. Hiện tại thì ngày 16 tháng 11 thì là bạch cầu của em vẫn 20.000 ạ. Bạch cầu trung tính là 16.000 ạ. Vậy thì bệnh nhân này thì hiện tại là không có sốt đúng không ạ?
Dạ không sốt ạ. Vâng, vậy thì ở đây là mình vẫn phải đi tìm xem là cái ổ nhiễm trùng ở đâu. Thế thì hồi nãy lúc mà bác sĩ Cương có nói về việc là có những cái ổ tụ dịch ấy, thì hồi nãy bác sĩ Cương có đề cập là có cái ổ tụ dịch mà có vỏ ấy. Thế thì có lẽ một cách đơn giản nhất ý, là mình khám bụng xem là hiện tại bệnh nhân có triệu chứng đau bụng nhất ở chỗ nào, và mình siêu âm bụng xem là liệu có cái ổ dịch nào mà có chỉ định phải dẫn lưu hay không. Bởi vì bạch cầu cao như vậy thì mình sẽ đi tìm xem là cái nguyên nhân mà có cái tình trạng nhiễm trùng là ở đâu. Đấy là do một cái ổ dịch ở trong ở bụng của bệnh nhân, hay là bệnh nhân nhiễm trùng ở, ở một cái nguồn khác, ví dụ như là triệu chứng ở cơ quan khác, ví dụ như phổi hoặc là nước tiểu, thì mọi người có thể tìm thêm theo hướng đấy. Thế còn nếu mà để xét về cái điều trị viêm tụy cấp ý, thì rõ ràng bây giờ là ăn được rồi và ăn lại mà không có đau ý, thì cũng không có cái chỉ định gì đặc biệt về mặt dinh dưỡng cũng như là truyền dịch. Em xin hết ạ. Vâng, tiếp theo xin mời ý kiến của cô Hương. Kính thưa các thầy cô, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Bệnh nhân này là bệnh nhân nam, vào viện trong bệnh cảnh của viêm tụy cấp, kèm theo các bạn xét nghiệm thì có tăng triglycerid máu. Thế thì ở bệnh nhân này thì thông thường theo các Ivan ấy, thì tăng triglycerid máu mà có gây viêm tụy cấp ấy, thì khi triglycerid máu trên 5,6 là có nguy cơ gây viêm tụy cấp rồi. Và theo thống kê thì khi mà triglycerid trên 11 thì có 5% là nguy cơ gây tăng tụy cấp, và triglycerid trên 22 thì nguy cơ viêm tụy cấp có thể tăng từ 10 đến 20%. Ở bệnh nhân này thì lúc vào triglycerid của bệnh nhân là 18,22. Tuy nhiên đánh giá lại thì chúng ta phải đi tìm các nguyên nhân gây tăng triglycerid ở bệnh nhân này. Thì tăng triglycerid thì có thể là do tiên phát, nghĩa là do các cái rối loạn di truyền, hoặc là thứ phát do các cái rối loạn chuyển hóa, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như bệnh nhân dùng các cái thuốc gây tăng triglycerid máu, hoặc là ví dụ do rượu. Và rượu là cái nguyên nhân thường gặp nhất để gây tăng triglycerid máu. Thế ở bệnh nhân này thì có tăng triglycerid máu, tuy nhiên là các bạn chưa điều trị gì mà chỉ cần nhịn ăn truyền dịch và hạn chế các cái thuốc gây tăng triglycerid máu, thì bệnh nhân đã triglycerid máu đã giảm xuống mức 1,54. Vậy thì tôi cũng không nghĩ nhiều tới nguyên nhân mà rối loạn chuyển hóa mà gây tăng triglycerid máu, và cũng chưa nghĩ nhiều tới nguyên nhân mà tăng triglycerid máu gây viêm tụy cấp ở bệnh nhân này. Vì vậy nghĩ các bạn cần phải đi tìm các nguyên nhân khác gây viêm tụy cấp. Thế còn thì về để mà dự phòng lâu dài ở bệnh nhân này thì các bạn đánh giá lại xem là, một là bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ là thể trạng béo là một này, thứ hai là các bạn xem lại là bệnh nhân này có tiền sử hay uống rượu bia hay không, ví dụ các bạn xem thể tích không trung bình hồng cầu, các bạn đánh giá GGT. Thứ hai nữa là tôi thấy xét nghiệm lúc vào của các bạn đường máu của bệnh nhân lên tới 23,9, vậy bệnh nhân này có tiểu đường hay không. Mặc dù sau này không thấy điều trị gì về tiểu đường thì đường máu xuống 6,6, vậy thì các bạn nên làm thêm cái chỉ số HB1C để xem đánh giá mức đường máu trung bình trong vòng 3 tháng của bệnh nhân, và chúng ta có thể theo dõi đường máu trong vòng 24 giờ để xem cái dao động đường máu của bệnh nhân để chúng ta có kế hoạch điều trị phối hợp. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Hương. Cuối cùng xin phép giáo sư Long. Vâng, kính thưa thầy Đặng Xuân Thành, chủ tịch đồng, thưa các thầy các cô và quý vị đồng nghiệp, thì tôi thì hoàn toàn nhất trí với bản nhận xét của thầy Cương, cô Hằng và cô Hương. Chúng ta thấy đây là một bệnh nhân mà có biểu hiện viêm tụy cấp xảy ra sau khi rượu, đúng không? Chúng ta biết là hai nguyên nhân chính phổ biến nhất của viêm tụy cấp đó là rượu và sỏi. Thế thì nguyên nhân của tăng triglycerid nó chiếm 1-4% thôi, và lúc nãy chúng ta thấy phân tích không điều trị gì cả mà nó xuống về bình thường thì cái khả năng đó là rất thấp. Mà sau bữa uống rượu, có thể cái người này không nghiện rượu nhưng sau bữa uống rượu thì nó có thể xảy ra, và chính vì rượu cho nên nó đáp ứng điều trị rất nhanh. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là có cái ổ dịch như vậy nó có bội nhiễm hay không, bởi vì nếu bội nhiễm thì bắt buộc chúng ta phải dẫn lưu, còn không bội nhiễm thì không phải dẫn lưu. Và dẫn lưu thì nó tốt, nếu có bội nhiễm nó sẽ ra được và mới đáp ứng điều trị. Còn nếu không ấy thì nó sẽ thành áp xe và thậm chí nó thành viêm tấy lan tỏa sang phúc mạc rất nguy hiểm. Thế thì lâm sàng thì bệnh nhân thì không sốt, mà theo như cái bản trình bày của các bạn ở quý vị đồng nghiệp trực tiếp điều trị thì lâm sàng cải thiện, cho nên là bệnh nhân đã được ăn rồi, chỉ mỗi bạch cầu nó tăng lên thôi. Thì theo tôi thì cũng đứng nhất trí với cô Hằng là cần đi tìm xem cái nguồn nhiễm khuẩn có ở đâu khác không. Nếu tìm tất cả mà không có, với điều trị chế độ kháng sinh cũng khá mạnh như vậy, mà nếu cái nhiễm khuẩn nó bùng lên nữa, mạnh lên nữa, thì lúc đó bắt buộc chúng ta phải chọc để thử tìm vi khuẩn. Vâng, xin hết ạ. Vâng, chúng ta sẽ phải làm cái siêu âm kiểm tra lại, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn thầy Long. Vâng, xin phép Thanh Ba còn có câu hỏi thì không ạ? Đó đi, bắt buộc chứ không ạ?
Và các thầy cô ấn lại cái micro đấy ạ. Vâng. Được rồi. Em xin báo cáo các thầy ạ. Vâng. Bọn em có test lại lượng máu các thầy ạ, và bọn em có thăm dò là HbA1c thì hiện tại là HbA1c của bệnh nhân là 6,2% ạ. Đường máu thì bây giờ bệnh nhân cũng dao động khoảng tầm, cũng vẫn là nhịn ăn bữa tối test vào buổi sáng thì cũng dao động khoảng tầm 7 ạ. Vậy ý kiến cô Hương thế nào? Theo tôi thấy thì bệnh nhân này cũng là ở giai đoạn tiền đái tháo đường hoặc là có thể là đái tháo đường ở giai đoạn rất sớm. Thế thì với bệnh nhân này trước mắt thì cũng chưa cần phải điều trị đặc hiệu bằng thuốc hạ đường huyết. Tuy nhiên các bạn cần tư vấn bệnh nhân về chế độ ăn lâu dài và theo dõi đường máu định kỳ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn cô ạ. Thanh Ba còn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, bọn em không ạ, bọn em xin cảm ơn các vâng, thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn Trung tâm Y tế Thanh Ba và xin được chuyển sang...